why you kill me. I know you have many girls around you. I know that. But none special like you, man. What's special about me? You're easy to be with, okay? You're not a headache lady, okay? You smile a lot and you love me very much. You always care for me and want me to be happy. Nó giống như một câu chuyện cổ tích ấy. Bởi vì cái việc mà một người khuyết tật mà yêu với cả là cưới một người không khuyết tật thì đó đã là một cái điều gì đấy nó rất là kỳ diệu rồi. Chồng Vân lại là người Úc, và công việc hay là học vấn rồi tất cả mọi thứ của anh rất là tốt. It's not some romantic thing, you know, it's not about romance or sexy feeling or being so beautiful. That it's not like what they show you in magazines, TV, you know. Love is wanting to be with someone and wanting to do as much as you can for them. Vân và anh thì quen nhau cách đây là gần 2 năm. Nó thực ra là một cái câu chuyện rất là tình cờ. Cũng không rõ là anh biết Facebook của Vân kiểu gì nữa. Sau đấy thì anh cũng hay vào xem các cái bài của Vân, các cái status, dù anh chẳng hiểu tiếng Việt. Rồi anh hay like, thả tim, rồi comment các kiểu. Có một ngày đẹp trời thì là ngồi uống trà ấy, thì Vân mới chụp một cái hình bình trà cộng với cái chén. Và Vân có ghi lên trên Facebook của Vân là Vân đang uống trà một mình, có ai rảnh thì qua ngồi uống trà với Vân. Anh có reply lại, anh bảo là anh qua uống cùng với em được không? Thì em cũng thả thính rồi mà, em cũng chỉ ghi là ok, anh qua đi, anh qua Việt Nam đi, rồi ngày nào em cũng pha trà cho anh. Cuối cùng thì chả hiểu sao anh book vé máy bay và anh qua thật sau có mấy tuần à. Rồi anh ở trong nhà của Vân cùng với cả là 7-8 người bạn khác. Cũng có điều lạ là trong 3 tuần anh chẳng đi đâu ngoài cái việc quanh với Vân cả. Bảo sao qua Việt Nam bỏ một đống tiền qua lại không đi chơi. Việt Nam đẹp lắm, đi chơi Hạ Long hay là đi Đà Nẵng gì ấy. Thì anh nói là anh qua đây để thăm em, chứ anh không qua đây để đi du lịch. Cho nên là em ở đâu thì anh sẽ ở đấy. Và nếu mà em đi thì anh đi với em. Thời gian đầu thì Vân cũng không đi đâu cả. Vân vẫn giữ một cái mức rất là an toàn. Rồi anh về và anh lại hỏi Vân là cứ một năm anh qua với em 2 lần được không? Anh muốn cứ như thế, cứ một năm anh sẽ qua thăm em và ở với em khoảng cỡ 4-5 tháng. Rồi em cũng nói không, anh rất tốt, nhưng mà em thực sự rất là xin lỗi vì em không phải giống như một cái cô gái ở trong cái chuyện cổ tích gì đấy của Việt Nam là đứng đấy để đợi chồng hay đợi người yêu ấy. Và nếu anh thấy là anh muốn ở gần em thì anh cứ về anh sống cùng với em. Một tuần sau đó anh bảo là anh viết đơn xin nghỉ việc rồi, anh muốn về và ở với em forever, chăm sóc cho em. Thực sự là Vân rất là sốc với cái quyết định đấy, bởi vì với cái độ tuổi của anh này, rồi là cái thời gian mà anh đã cống hiến cho cái công ty đấy rất dài, và tất cả những cái lương rồi là ở cái mức độ đang là tiến triển rất là tốt. Thì Vân bảo không, anh hãy suy nghĩ thật là kỹ. Anh ở với em suốt 3 tháng liên tục đó. Anh chăm em từ A đến Z, anh biết là nó cực khổ như thế nào, nó vất vả như thế nào, và cái sức khỏe của em thì anh cũng thừa biết nó rủi ro. Thì khi mà anh Vân nói như thế thì anh bảo my life in Australia very technical. I fix computer and communications equipment for emergency services, right? So a lot of working alone. In Australia, I have to travel from city to city to do my job. So live in hotel, live alone. When I come to Vietnam, I live with Van 24/7. I'm no longer alone. I have Van as family, okay? So for me, it's big change in my life. From having like no one to having family.
khi mà sống với anh thì cảm giác cuộc sống nó có cái điểm tựa. Trước đây tất cả mọi thứ luôn mình phải tự gồng gánh một mình, nhưng mà bây giờ có anh mình có thể yếu đuối. I tell Van, I love her a little, and she loves me a little. Okay, so a little every day. Okay. You live for today to be happy today. Okay. Don't worry about tomorrow. Don't worry about the next day. If you worry, what you worry about happens. Okay. So if you be happy today, together today, that's good. And you do the same the next day, the next day, the next day. Okay. Hai em lên tầng 2.